chào các bạn nhé. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn với sản phẩm chiếc máy định vị siêu nhỏ này. Đây chính là chiếc máy định vị siêu nhỏ của chúng tôi này. Chiếc máy này có rất nhiều chức năng như định vị này, nghe lén này, quay lén này, chụp ảnh này. Đấy. Tự động gọi lại cho chủ nhân khi cần thiết này. Một hộp sản phẩm gồm có một thiết bị này, một bộ cáp sạc này và một quyển sách hướng dẫn này. Đấy. Thiết bị thì rất là nhỏ, nó chỉ bé bằng hai ngón tay thôi, nhỏ hơn hai ngón tay nhé, rất nhỏ, rất thuận tiện cho các bạn sử dụng khi để muốn định vị xe máy này, vợ chồng, con cái đi đâu chơi chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng thiết bị này. Đấy. Thì ngoài cái chức năng định vị thì nó gồm rất nhiều chức năng nữa. Đây, các bạn như ở đấy trong sách hướng dẫn, nó hướng dẫn rất chi tiết mình cách sử dụng này. Đấy. Gồm các chức năng là định vị này, chụp ảnh này, quay video này, tự động gọi điện lại cho chủ nhân này khi có tiếng động này. Đấy. Rất nhiều các chức năng đều được lưu hết trong thiết bị này. Thì để sử dụng cái thiết bị này thì các bạn chuẩn bị cho tôi một cái sim điện thoại bình thường nhé. Đấy. Các bạn chỉ cần chuẩn bị một cái sim thôi. Và một nếu mà các bạn nào muốn quay video hoặc là chụp ảnh thì chuẩn bị thêm một cái thẻ nhớ. Thì các bạn cắm sim với thẻ nhớ vào trong này. Rồi dùng một chiếc điện thoại smartphone của mình dùng thực hiện các thao tác hướng dẫn. Đấy. Khi cắm sim vào thì thiết bị nhận thì nó sẽ sáng cái màu đỏ nhá. Đấy. Thì để sử dụng cái thiết bị này thì các bạn chỉ cần kết nối từ điện thoại với thiết bị này thôi. Các bạn nhắn để kết nối thì các bạn soạn tin 3 số 0 gửi đến cái số điện thoại trong cái sim này này thì nó sẽ kết nối được từ điện thoại vào cái thiết bị này nhé. Còn nếu các bạn nào muốn nghe lén thì gọi điện trực tiếp vào nó thì cái thiết bị này nó sẽ tự động bắt máy thì các bạn sẽ nghe được hết âm thanh xung quanh của cái thiết bị này đang nói. Đấy. Cũng tương tự cái chức năng gọi điện thì các bạn nào muốn định vị thì soạn tin 3 số 7, các bạn nào muốn quay video thì soạn tin 3 số 5, muốn ghi âm thì soạn tin 3 số 3, đều gửi hết vào trong thiết bị này. Muốn nó gọi điện lại khi có tiếng động ca nhạc như này thì soạn tin 3 số 6. Đấy, để reset lại cái thiết bị trở về mặc định ban đầu thì các bạn soạn tin 3 số 9. Đấy, sử dụng cái sản phẩm này thì rất là đơn giản. Các bạn nào có nhu cầu mua cái sản phẩm này thì liên hệ đến số điện thoại 094-226-2345. Đơn vị chúng tôi cung cấp tất cả các thiết bị về định vị, máy nghe lén, quay lén, ghi âm và đặc biệt là các cái dòng camera siêu nhỏ có thể kết nối wifi xem trực tiếp từ xa qua điện thoại, hay là các cái dòng tai nghe siêu nhỏ để hỗ trợ các bạn đi thi cử. Đấy, đơn vị chúng tôi giao hàng trên toàn quốc và tất cả các sản phẩm như này chúng tôi đều có bảo hành, các bạn yên tâm sử dụng. Các bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm liên hệ đến số 094-226-2345. Các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh và chia sẻ các video này đến những người thân của mình mà cần sử dụng cái sản phẩm này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.